Nhát chỉ gió nổi ngày mùng 16 tháng 7 chủ đề là mùng ngày bồ phúc phục. Tối khổ như tất tôi đã nghĩ ô nhạc gắn biển tôi có thể chạy cài chùa các sàn tên các sàn là nền sao tôi làm việc ô kêu theo kêu bôi tôi bắt tàu tôi bắt tàu làm việc lất năm triệu quả sang khi tôi mổ mổ cục nên tôi có thể xem biên truyền chiều tôi có thể viết tới thiết ô phúc cục tiếp phúc cục là tao luôn phúc cục là tao đẹp tôi đi ăn sáng tôi đã ăn hủ tiếu tôi thích hủ tiếu là món ăn của Việt Nam các sáng là dân thủ là nhắn bên chùa các sản đã nào ăn tôi có thể ăn hủ tiếu là nổi sau tôi đã ăn hủ tiếu tôi bắt tàu làm bếp chưa cắt mua rồi kẹo ở biển tôi đã giải khắp theo với du khách tôi theo ô viên tôi chỉ dân dân biển đi cầu cá tôi đã đi cầu cá tôi đã cổ nam ca ca nhô ca rôn tôi đã nào ăn nướng tôi đã nào ăn nướng cá cá nướng cá nướng tôi thích khúc sông ô viên trong nhà này yêu em này yêu
Nhất chị vốn nổi nãy mô mùi tạo tăng phải chủ đề là mô tả ngái của tôi. Hôm nay tôi tức dài vào lúc 5 giờ sáng sau khi tôi ăn sáng. Tôi có thể xem tiếp và thư giãn một chút sau đó. Tôi bắt đầu làm việc. Bôi chùa, tôi ăn cơm chùa, bà nghỉ ngồi, tôi thích ăn các món đặc sản của Việt Nam, xong tuổi, bôi chùa, tôi thích thức làm việc và giải quyết các công việc thân thiện, tôi đến tôi ăn tôi và sau đó tư giãn bằng các sấm phim hoặc đọc sản. Tôi rất thích các phát tốn này vì chúng giúp tôi tư giãn sau một ngày làm việc và mệt mỏi. Cuối ngày tôi không đi nữa xong để cô dự năng luôn cho ngày hôm sáng. Tôi luôn cố gắng duy trì một lịch trình lành mạnh để cô phục hồi tốt. Tuần nhất.